Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. 3 bảo vệ rừng bị bắn chết chấn động Đắk Nông. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc 3 công nhân bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông bị một nhóm người dùng súng hoa cải bắn tử vong. Chiều 23 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức xác nhận thông tin và cho biết, nhận được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã trực tiếp xuống xã Đắk Ngo xử lý giải quyết tình hình. Tuy nhiên, khoảng cách từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã vào nơi xảy ra vụ việc rất xa, nên phải đi bộ, không thể di chuyển bằng xe. Thậm chí tại nơi xảy ra án mạng, sóng điện thoại lúc có lúc không nên việc cập nhật tình hình sự việc không được thuận lợi và đầy đủ lắm. Hiện tại đã xác định được 3 công nhân tử vong, một số người khác thì bị thương. Theo ông Long, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do có sự tranh chấp đất đai giữa người dân và công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ chạy tán loạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức nhấn mạnh, trước mắt chúng tôi đã huy động các lực lượng tập trung cứu chữa người bị nạn. Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu Công an huyện Tuy Đức phối hợp cùng với các đơn vị khác nhanh chóng điều tra, truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc lần này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 23 tháng 10, khi lực lượng bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn đang dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại tiểu khu 1536 trên địa bàn xã Đắk Ngo thì bị một nhóm người dùng súng hoa cải tấn công. Vụ tấn công bất ngờ đã khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị trọng thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức. Cả 6 nạn nhân bị thương vong đều là công nhân quản lý, bảo vệ rừng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. Sau khi gây án, các đối tượng đều bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân. Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, qua đó xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng gây án. Bắt chủ nhà nơi xảy ra vụ nổ súng bắn chết 3 người. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, Đắk Nông cho biết liên quan đến vụ xả súng hoa cải ở xã Đắk Ngo, đến 19 giờ ngày 23 tháng 10 đã có 12 nạn nhân được đưa ra viện đa khoa tỉnh Đắk Nông và bệnh viện huyện Đắk Lắk cấp cứu. 3 người bị thương nhẹ được chữa trị tại trạm y tế xã. Theo ông Minh, nguyên nhân ban đầu được xác định là sáng ngày 23 tháng 10, công nhân và bảo vệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn đưa xe cơ giới vào ủi đất làm dự án. Tuy nhiên, khu vực san ủi bị một số hộ dân lấn chiếm dựng nhà ở. Trong quá trình công nhân và bảo vệ làm việc thì bị các nghi can dùng súng hoa cải bắn khiến 3 người chết tại chỗ, 15 người bị thương. Khu vực đất xảy ra vụ việc đã được cấp cho công ty Long Sơn thực hiện dự án nông lâm nghiệp, ông Minh nói. Sáng cùng ngày, Thượng tá Dương Thanh Quế, trưởng Công an huyện Tuy Đức cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường. Việc truy bắt các nghi can vẫn đang tiếp tục và chưa có kết quả. Lúc 8 giờ 45, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đoàn công tác đặc biệt vào đến trung tâm xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Tại trung tâm xã, Thứ trưởng đã có cuộc họp nhanh nghe báo cáo tình hình của vụ án từ lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông. Dự kiến sau khi họp xong, đoàn công tác của Bộ Công an sẽ vào hiện trường vụ việc. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, cơ quan điều tra tỉnh đang tung nhiều hướng để truy bắt kẻ gây án. Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Trương, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết trong sáng nay, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động tối đa lực lượng truy bắt 3 đối tượng gây án vào sáng ngày 23 tháng 10. Ngoài việc chốt chặn các tuyến đường giao thông từ hiện trường sang các địa bàn giáp ranh, Công an tỉnh đã huy động chốt chặn ở các cửa rừng, khu vực biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước truy tìm các đối tượng ở địa bàn các huyện giáp ranh như Bù Gia Mập, Bù Đăng, thị xã Phước Long. Cũng trong sáng nay, ngoài đoàn công tác của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra hiện trường. Đại tá Nguyễn Ngọc Trương thông tin vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân chính thức của vụ nổ súng bắn chết 3 người. Theo ghi nhận, thời điểm này, thời tiết khu vực mưa nhiều, đường đi lại cực kỳ khó khăn. Khoảng cách từ trung tâm xã Đắk Ngo vào hiện trường hơn 20 km đường rừng, lực lượng công an phải lội bộ, di chuyển bằng xe máy cày hoặc xe máy chế của người dân mới đi được. Chiều ngày 23 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ đã có ý kiến yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nhóm dùng súng bắn chết 3 bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Nông. Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan điều tra truy bắt nhóm tội phạm, làm rõ hành vi của họ, việc xả súng có động cơ, mục đích gì và truy bắt đồng phạm nếu có, để sớm đưa chúng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật. Hàng trăm cảnh sát truy bắt nhóm nghi can bắn chết 3 người. Trao đổi với phóng viên chúng tôi chiều 23 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xác nhận các cơ quan chức năng đang tiếp nhận lời khai của người dân quanh khu vực hiện trường vụ nhóm người bắn chết 3 nhân viên công ty Long Sơn tại khu 1536 Đắk Ngo. Ông Long nói, Đến bây giờ đã có 3 nạn nhân tử vong, còn bị thương khoảng 7-8 người. Chúng tôi đang chờ số liệu chính thức vì đường vào hiện trường cực kỳ khó khăn, số lượng nghi can vẫn chưa xác định được vì thời điểm xảy ra vụ việc quá sớm và khu vực vắng vẻ. Theo ông Long, nhiều người dân làm rẫy gần khu vực hiện trường đã đến khai báo, cung cấp một số thông tin liên quan như nhận dạng gương mặt, vóc dáng của nhóm nghi can. Hàng trăm cảnh sát của Công an tỉnh Đắk Nông, huyện Tuy Đức và các xã quanh khu vực xảy ra án mạng đã được huy động truy bắt nhóm gây án. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất giữa nhóm nghi can và công ty Long Sơn tại khu vực trên. Khi các nhân viên công ty tiến hành sang ủi đất thì bất ngờ bị nhóm hung thủ bắn, khiến 3 người tử vong. Nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện và sau đó đưa sang bệnh viện tỉnh. Chủ tịch huyện Tuy Đức cho biết, nhóm 4 nghi can mà người dân cung cấp cho cơ quan chức năng hiện đã bỏ trốn. Công an tỉnh và huyện đang huy động lực lượng truy bắt. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa tạm giữ ai cả. Ông Dương Thanh Quế, trưởng Công an huyện Tuy Đức cũng xác nhận, cơ quan chức năng chưa tạm giữ nghi can nào liên quan đến vụ án nghiêm trọng này, chỉ mới tiến hành mời một số người lên lấy lời khai, phục vụ điều tra. Theo báo Tuổi Trẻ, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và Công an các xã của huyện này cũng đang phối hợp chốt chặn các ngả đường mà các đối tượng gây án có thể đi qua. Chiều 23 tháng 10, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, qua nắm bắt thông tin sơ bộ, có 32 hộ dân trong vùng bị cưỡng chế tại Đắk Nông vào sáng cùng ngày. Trong số các hộ này có một số di cư từ xã Đắk Nhau, Bù Đăng lên. Ngoài ra còn có dân của các địa phương khác. Vì vậy tới nay công an vẫn chưa xác định nghi can cụ thể mà đang chốt chặn để phối hợp với công an của Đắk Nông tiếp tục vây bắt các đối tượng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 23 tháng 10, khi nhiều nhân viên của công ty Long Sơn đang dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại đây, thì nhóm khoảng 10 người dùng súng hoa cải tấn công. Vụ việc khiến 3 người tử vong, 3 người còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện. Hiện nhóm hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo ông Ka Bốt, bí thư huyện Tuy Đức, hiện trường vụ việc cách Ủy ban Nhân dân xã Đắk Ngo 20 km, đường rừng núi rất khó tiếp cận. Hàng trăm cảnh sát truy bắt nhóm bắn chết 3 nhân viên san lấp. Sáng ngày 23 tháng 10, người của công ty Long Sơn đưa máy móc vào san ủi để thực hiện dự án nông lâm kết hợp, thì xảy ra đụng độ với người dân ở huyện Tuy Đức, Đắk Nông. Có 3 người bị bắn chết và 15 người bị thương. Bí thư xã Đắk Ngo Lê Văn Minh cho biết, khu vực xảy ra vụ nổ súng là vùng giáp ranh giữa Đắk Ngo với Quảng Trực. Vị trí xảy ra vụ việc nằm trên địa bàn xã Quảng Trực. Một lãnh đạo xã Đắk Ngo nói, tôi nắm thông tin sơ bộ ban đầu, người của công ty Long Sơn đã ủi vượt vào đất của người dân nên dẫn đến sự việc trên. Đại tá Lương Ngọc Lết, Phó Giám đốc Công an Đắk Nông cho biết, hàng trăm cảnh sát đang vây bắt 4 đối tượng bắn chết 3 nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông. Công an xác định được 2 trong 4 nghi can gây ra vụ việc gồm Hoàng Văn Thắng, Đinh Viết Thỏ cùng 2 đối tượng khác. Trong vụ việc này, 1 đối tượng được cơ quan công an tỉnh nghi là có vai trò giúp sức, 3 đối tượng còn lại tham gia bắn chết người. Đại tá Lếp nói, các đối tượng này đều là người ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, lâu nay lên xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức để sản xuất và có tranh chấp đất đai với công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. Thời điểm gây ra vụ án, các đối tượng đã dùng súng hoa cải bắn tổng cộng 6 người, trong đó có 3 người của công ty Long Sơn đã tử vong. Xác nhận với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, ông Nguyễn Ngọc Long cho biết, trong sự việc nói trên đã có tổng cộng 3 người tử vong và 15 người bị thương. Trong đó, cơ quan chức năng xác định 3 nạn nhân tử vong là người của công ty Long Sơn gồm Dương Văn Tiến, Điểu Tào, Điểu Vinh. Theo xác minh ban đầu, sáng ngày 23 tháng 10, công ty Long Sơn cho người vào san ủi đất rừng thuộc phạm vi có tranh chấp thuộc tiểu khu 1536. Cổng thông tin chính phủ thông tin, 1 giờ sau đó có thêm người kéo đến hiện trường, trong đó có một số người mang theo gậy gộc, dao, rựa và súng tự chế. Khi sự việc trở nên căng thẳng, một số người mang súng tự chế bắn đạn hoa cải vào lực lượng của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. 3 nhân viên của công ty Long Sơn tử vong trong mấy phút sau đó. 3 người khác được đưa lên bệnh viện huyện Tuy Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trả lời qua điện thoại, đại diện công ty Long Sơn cho biết rất đau lòng trước sự việc này. Ngay trong chiều cùng ngày, đích thân giám đốc công ty Long Sơn cùng cán bộ công ty đã đi vào hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Do đường xá chia cắt, khu vực nơi xảy ra vụ việc phải đi bộ hơn 20 km. Nên việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn. Theo ông Long, sáng ngày 23 tháng 10, người của công ty Long Sơn đưa máy móc vào san ủi để thực hiện dự án nông lâm kết hợp, thì xảy ra việc đụng độ với người dân. Về phía công ty Long Sơn, ông Long cho biết công ty này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giao cho khoảng 1.000 hectare để thực hiện dự án nông lâm, trồng cây công nghiệp kết hợp nông nghiệp. Khu vực xảy ra sự việc là nơi đang có nhiều vụ việc tranh chấp. Cùng ngày, Công an huyện Bù Đăng, Bình Phước và Công an các xã của huyện này cũng đang phối hợp chốt chặn các ngả đường mà các đối tượng gây án có thể đi qua. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 23 tháng 10, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, qua nắm thông tin sơ bộ, có 32 hộ dân trong vùng bị cưỡng chế tại Đắk Nông vào sáng cùng ngày. Trong số các hộ dân này, có một số hộ di cư từ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng lên, ngoài ra còn có dân của các địa phương khác. Vì vậy, tới nay công an vẫn chưa xác định được đối tượng cụ thể mà đang chốt chặn để phối hợp với công an của Đắk Nông để tiếp tục vây bắt các đối tượng. Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức nằm cách trung tâm tỉnh Đắk Nông khoảng 60 km. Đây là điểm nóng về phá rừng, tranh chấp đất đai, khiếu kiện xảy ra từ nhiều năm nay. Cho đến nay, nhiều vụ tranh chấp đất đai giữa người dân với các đơn vị vẫn chưa chấm dứt. Một nguồn tin từ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, trước khi xảy ra vụ nổ súng, việc tranh chấp đất canh tác giữa người dân và công ty Long Sơn đã diễn ra âm ỉ suốt 2 tháng nay. Công an huyện Tuy Đức đã phải cử người lên túc trực và ổn định tình hình, nhưng tới sáng ngày 23 tháng 10 thì xảy ra vụ nổ súng. Trước đó vào ngày 21 tháng 10, khi phóng viên Báo Tuổi Trẻ có mặt tại xã Đắk Ngo, ông Lê Văn Minh, bí thư xã Đắk Ngo cho biết, các cấp chính quyền vẫn đang đau đầu xử lý các vụ tranh chấp đất đai. Diện tích đất tranh chấp hầu hết là đất rừng do người dân phát rồi lấn chiếm. Khi nhà nước chủ trương thu hồi số đất này cho các đơn vị thì ranh giới bị chồng lấn. Người dân cho rằng đất của họ bị thu hồi nên bức xúc. Chiều ngày 23 tháng 10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà phát thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra việc nhóm đối tượng dùng súng bắn chết 3 bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Nông. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng tội phạm, làm rõ hành vi phạm tội, động cơ, mục đích phạm tội, đồng phạm để sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!